Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngay sau khi một nhóm đối tượng có tổ chức rất manh động, dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tu và Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu huyện Cư Quyên, sát hại 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã, 3 người dân và làm bị thương một số người khác với hành vi rất man rợ. Nguyễn Văn Đài lập tức lên kênh truyền thông của mình ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật. Trong lúc lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương nỗ lực truy lùng, bắt giữ những đối tượng có vũ trang liên quan tới việc đang lẩn trốn ngoài xã hội, có nguy cơ đe dọa, gây nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của người dân, thì Nguyễn Văn Đài đã nhanh nhảu lên mạng xã hội, luận đàm với giọng điệu vô cùng hả hê, ghi nhận của báo Công an Nhân dân. Trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Văn Đài, đối tượng này đã đăng dòng trạng thái kích động người dân nổi dậy chống đảng và nhà nước. Tuy nhiên, cộng đồng mạng yêu nước tặng cho hơn 2.000 cục gạch với dòng trạng thái trên. Những ngày sau đó, Nguyễn Văn Đài liên tiếp sản xuất ra các đoạn video xuyên tạc sự thật về nhóm người gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng ở Đắk Lắk, gây bức xúc dư luận. Bất cứ vụ việc gì liên quan tới an ninh trật tự, nhất là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, công tác điều tra xác định nguyên nhân, làm rõ sự việc đều phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và hết sức thận trọng, nhằm đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện, đúng bản chất sự việc, không gây oan sai, làm ảnh hưởng tới người khác. Vậy mà ngay lập tức, Nguyễn Văn Đài đã lên kênh truyền thông của mình quy chụp, khẳng định với nội dung, lộ diện những kẻ đứng đằng sau kích động, trang bị huấn luyện cho những người nổi dậy Tây Nguyên. Đối tượng này vu khống rằng, Việt Nam đàn áp tôn giáo, phân biệt gây chia rẽ các sắc tộc ở Tây Nguyên và muốn tiêu diệt những người có tiếng nói đối lập, nên đã vũ trang hóa cho những người vừa gây ra tội ác kinh hoàng ở Đắk Lắk để lấy cớ đàn áp, tiêu diệt các tổ chức tôn giáo, nhóm đối lập. Căn cứ đối tượng này đưa ra là nhóm trên đã được trang bị vũ khí, có quần áo rằn ri, được huấn luyện. Thực tế là sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng các tỉnh Tây Nguyên đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng nghìn bộ quần áo rằn ri, không có quân hàm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được bày bán để xử lý theo quy định riêng. Riêng về vũ khí, từ ngày đất nước thống nhất tới nay, cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân giao nộp các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ và thu được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, công an các tỉnh Tây Nguyên đều phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể phát động những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình đổi vũ khí, hung khí lấy gạo. Hàng trăm khẩu súng các loại đã được người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an thu hồi tiêu hủy. Thế nhưng, thực tế vẫn còn không ít các loại vũ khí quân dụng còn sót lại từ thời chiến tranh hoặc súng tự chế đang được cất giữ trong một số gia đình, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân bản địa thường xem các loại vũ khí này như là kỷ vật của tổ tiên dòng họ, thậm chí có người còn quan niệm là vật thiêng dùng để thờ cúng. Về vấn đề này, lực lượng công an đang tiếp tục tuyên truyền vận động bà con tự nguyện giao nộp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp tàn trữ sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm và vật liệu nổ trái phép, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Với nội dung nhóm người trên được huấn luyện để hành động, người viết bài này chưa có điều kiện để kiểm chứng, cũng không rõ Nguyễn Văn Đài căn cứ vào đâu để khẳng định họ được huấn luyện. Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Thông tin từ cổng thông tin điện tử chính phủ. Thư kêu gọi nêu rõ, sáng 11 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện Cư Quyên đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Quyên, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cấp ủy chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm làm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong bị thương, thông báo động viên người dân bình tĩnh không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra, đồng thời xin chia sẻ với những đau thương mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ, người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của các chính quyền các cấp, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định phát triển của địa phương. Đồng bào đồng chí chiến sĩ không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo, chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tin tưởng với truyền thống yêu nước, đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển. Bộ Công an cũng đã thông báo đề nghị bà con huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Ghi nhận từ cổng thông tin điện tử chính phủ liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Tu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi đồng bào đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Quyên, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương, thông báo động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra, đồng thời xin chia sẻ với những đau thương mất mát to lớn của các gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ, người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định phát triển của địa phương. Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.